Xin chào các bạn. Ngày hôm qua thì Apple đã chính thức tung ra bản iOS 8 đến tay người dùng chúng ta, và mình đã cài nó lên chiếc iPhone 5 của mình. Và sau hơn một ngày trải nghiệm, mình muốn gửi đến các bạn những cái cảm nhận của mình về iOS 8 này và những thay đổi của nó so với iOS 7. Thì cái điểm đầu tiên mà mình thấy thay đổi ở giao diện, nó chỉ duy nhất là thay đổi thanh Control Center và thay đổi cái thanh Notification của chúng ta. Về phần thanh Notification thì chúng ta sẽ chỉ còn thanh Today cũng như là khu vực Notification để chứa những thông báo. Và trong cái mục Today này thì chúng ta sẽ có những widget theo phong cách mới mà rất nhiều những cái đối thủ khác trên thị trường đã đá xoáy vào cái iOS 8 này của Apple chúng ta. Thì các bạn có thể thêm được những cái widget vào để truy cập nhanh, giả dụ mình thêm vào camera 360 đây chẳng hạn, cũng như là những phần như là thời tiết này, lịch hay là chứng khoán. Phần chứng khoán và lịch thì nó đã quen thuộc trên iOS 7 rồi. 8 này thì nó chỉ có cải thiện cho nó mượt mà và gọn gàng hơn thôi. Chúng ta cũng có thể thêm vào những cái phần khác nữa. Có một cái điểm mà mình rất thích ở chiếc iOS 8 này, đó là chúng ta đã có thể cài được thêm một cái bộ gõ ở bên hạng thứ 3. Các bạn có thể thấy là mình đang cài trên đây là cái bộ gõ SwiftKey rất nổi tiếng ở trên Android. Nhưng mà đây thì mình đã cài nó trên chiếc iPhone 5 của mình. SwiftKey này thì nó có cái điểm đặc biệt của nó là có thể swipe, tức là vuốt để viết chữ. Nhưng chỉ tiếc rằng là phần mềm SwiftKey trên iOS vẫn chưa hỗ trợ tiếng Việt, và các bạn sẽ cần phải đợi thêm một thời gian để có thể sử dụng. Để cài đặt bàn phím ở bên thứ ba, các bạn vào Setting và thẻ General, kéo xuống dưới phần Keyboard. Chúng ta sẽ vào cái mục Keyboard ở đây, sau đó ấn Add New Keyboard. Thì những cái mình xóa cái này đã. Thì Add New Keyboard thì những cái phần mềm của bên hạng thứ ba thì chúng ta sẽ có một mục gọi là Third Party Keyboard. Thì chúng ta đơn giản chỉ cần bấm vào đây, thế là đã xong. Sau đó bắt ra và sử dụng thì chúng ta sẽ bấm vào cái phím hình địa cầu ở đây và chọn lên trên. Mình nghĩ là trong thời gian ngắn tới đây thì cái bộ gõ la bàn key rất nổi tiếng trên Android sẽ được port sang nền tảng iOS này. Với cái việc iOS 8 hỗ trợ bộ gõ bên thứ ba như thế này thì trong thời gian ngắn tới mình nghĩ cái bộ gõ la bàn key rất nổi tiếng trên Android sẽ được port sang nền tảng iOS này mà thôi. Các bạn sử dụng iOS 7 chắc chắn là vẫn gặp những cái sự khó chịu nhất định với cái bộ gõ tiếng Việt của nó, và mình mong rằng là la bàn key nó sẽ khắc phục những vấn đề đấy. Thêm một điểm mình khá thích ở iOS 8 đó là cái thanh Spotlight Search này. Nếu như với iOS 7 thì các bạn sẽ chỉ có thể search được những thứ trong máy mà thôi, nhưng bây giờ mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều. Giả dụ mình muốn tìm về ông Bill Gates thì chúng ta sẽ có ngay hai tùy chọn lựa chọn. Thứ nhất là search trên web, và thứ hai là search trên Wikipedia. Giả dụ mình muốn search trên Wikipedia luôn thì nó sẽ truy cập vào cái trình duyệt Wikipedia này và tìm kiếm cái thông tin về ông Bill Gates. Đó, chúng ta sẽ có thông tin ngay ở đây. Và vào trong ngay đến cái trình duyệt Safari này. Thì các bạn đều biết rằng là Safari trên iOS nó có tốc độ duyệt web rất tốt này, có khả năng lọc text để chúng ta có thể đọc được dễ dàng, và cũng như là cái khả năng chạy rất mượt mà. Tuy nhiên thì với nhiều bạn nào sử dụng máy mà hay cần những cái thiết bị mà có cái khả năng duyệt web như máy tính thì Safari cũng có. Nhưng mà đến iOS 8 thì chúng ta đã có rồi. Và hãy nhìn mình. Chúng ta đã có thể load được trang như trên máy tính. Và lúc này các bạn cũng có thể sử dụng được toàn bộ mọi thứ như là Flash này, cũng như là download những thứ mà chỉ có máy tính mới có thể sử dụng được. Rất ngon lành. Khi các bạn mở trình đa nhiệm lên thì chúng ta sẽ có một cái phần hàng Recent bên trên. Đây là nơi chứa những cái contact mà các bạn đã liên lạc gần nhất. Và việc đơn giản, chúng ta chỉ cần bấm vào và có thể thực hiện cuộc gọi, thực hiện tin nhắn hay hoặc là FaceTime rất dễ dàng và đơn giản. Nhưng chỉ tiếc là mình set cái hình nền này các bạn nhìn nó hơi khó một chút. Thay vì việc ấn vào ứng dụng phone và chọn phần Recent thì đơn giản chúng ta sẽ chỉ cần bấm phím đa nhiệm và truy cập đến, rất nhanh chóng và gọn gàng.
Và cái điểm cuối cùng mình muốn nói nhấn mạnh ở chiếc ở và điểm cuối cùng mình muốn nhấn mạnh ở iOS 8 đó là cái ứng dụng Health ở đây. Đây là một cái ứng dụng để mà quản lý sức khỏe của bạn một cách tối ưu nhất. Chúng ta sẽ có những mục như là dashboard, tức là phần biểu đồ mà chúng ta nhập liệu, cũng như là phần health data, có thể là chăm sóc bản thân này, tập thể dục này, về chế độ ăn, chế độ nghỉ ngơi, chế độ ngủ, thứ linh tinh có thể cập nhật hết ở đây. Và như thế này thì đối với những người già cao tuổi thì chúng ta có thể sử dụng nó để quản lý sức khỏe của mình tốt hơn, cũng như mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ thì hay thức khuya dậy sớm, vậy nên là làm theo những cái chế độ sinh hoạt ở ứng dụng này thì sức khỏe của các bạn sẽ được cải thiện lên rất nhiều. Sau hơn một ngày mình sử dụng iOS 8 trên chiếc iPhone 5 của mình thì sau khi mới restore xong, cảm giác máy chạy cực kỳ mượt mà và ngon lành. Thế nhưng mà các bạn thấy là mình đã cài rất nhiều app từ Zalo, Facebook, Viber, Camera 360 hay những game rất đơn giản và chạy ngầm ở trên đấy. Thì máy đã bắt đầu tỏ ra hơi đuối sức so với 7.1.2. Cái điểm mà mình thích nhất của nó là pin rất tốt. Với iOS 7.1.2 mình sử dụng thì nó chỉ có thể kéo dài được khoảng 8 tiếng. Thế nhưng các bạn có thể thấy với iOS 8 mình đã sử dụng được 9 tiếng 21 phút và máy vẫn còn 8% pin. Đây là một điều cực kỳ tuyệt vời và các bạn mình nghĩ là với những ai không ra web thì nên lên iOS 8 trên chiếc iPhone 5 để trải nghiệm sự tuyệt vời nhất ở viên pin của mình. Nhưng mà với thiết bị như là iPhone 4S là cái thiết bị thấp nhất có thể được cập nhật lên iOS 8 thì mình nhận được một số vấn đề từ những người bạn của mình cập nhật lên là máy tỏ ra khá chậm, rất là lag giật, thể hiện ở ngay những việc như là chúng ta chuyển đổi giữa những ứng dụng hay là bật trình đa nhiệm lên thì máy lúc này tỏ ra độ trễ khá nhiều. Thì với những bạn sử dụng A4S thì mình nghĩ là nên dừng lại 7.1.2 là đủ rồi. Việc cài thêm rất nhiều những tính năng và có thêm rất nhiều những thứ để nghịch ngợm thì cái việc ăn RAM của iOS 8 là cái chuyện khó tránh khỏi, và với cái RAM 512 ở 4S thì mình nghĩ là nó đã quá già để mà phục vụ rồi. Các bạn hãy lên từ những thiết bị như là iPhone 5 trở lên thì chúng ta sẽ có thể tận dụng và sử dụng iOS 8 một cách tốt nhất. Nếu thấy hay và hữu ích, đừng quên like và share cho bạn bè cùng xem, và cũng đừng quên ủng hộ kênh Clickbait Channel và cách ấn vào nút subscribe phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.